Hi, xin chào tất cả các cô chính chủ đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hôm nay giá của dòng xe Vario 160 á đang gọi là hạ giá xuống. Tại biết sao không? Tại vì thằng Honda E-Blade 125-160 ra cái phiên bản đời mới á là 2025, nên là cái màu sắc nó phối màu rất là đẹp. Mày không hiểu tại sao nha. Tự nhiên cái năm 2024 sản xuất ra phiên bản mới mà tại sao lại đặt tên là 2025 ta? Ngộ ha. Từ 2023 sản xuất xe đặt tên 2024. Mà đầu năm 24 ra mắt xe thì đặt tên là 2025. Kỳ thiệt. Rồi, thì đây báo giá cho anh chị trước luôn, để cho anh chị biết là cái giá hiện tại bao nhiêu để mình có thể tham khảo nha. Hiện tại thì Vario 160 bên cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát của bên em á, nằm ở địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có mức giá như sau. Đối với Vario một phiên bản Việt Nam, phiên bản chính hãng, thì nó sẽ có mức giá là 44 triệu cho phiên bản phanh CBS, 48 triệu cho phiên bản ABS, 52 triệu cho phiên bản ABS màu đỏ, và màu ABS màu xám xi măng sẽ là 57 triệu đồng. Giá em báo đã bao gồm thuế VAT nha. Còn đối với phiên bản mà nhập khẩu á, Indo á, thì Vario 160 CBS Indo là 46 triệu, ABS Indo sẽ là 53 triệu. Giá này em báo cho anh chị cũng đã bao gồm VAT và thuế nhập khẩu nha. Xe Việt Nam thì bao gồm VAT, còn xe mà nhập khẩu thì sẽ bao gồm thuế nhập khẩu và VAT luôn rồi. Nên là anh chị cứ yên tâm khi mua xe tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát bên em. Ở đâu báo giá cho anh chị trên mạng rẻ thì anh chị nên hỏi là giá lăn bánh bao nhiêu. Đó, hỏi giá lăn bánh bao nhiêu giúp cho em đi. Rồi so sánh với cái giá lăn bánh ở bên em. Nếu như mà bán rẻ hơn em mà ra giấy tờ lăn bánh bằng giá với bên em thì anh chị biết là nó sẽ báo giá cho anh chị rẻ và nó cho em giá cộng thêm, bù thêm vô cái giá tiền lăn bánh của anh chị rồi. Đó, chị biết là cửa hàng là chân thật rồi ha. Rồi, còn cái giá mà em báo cho chị mà chị nghe trên mạng là VAT hay là thuế chức bạ hay là VAT hay là thuế nhập khẩu nọ kiểu thì nó cũng một cái gì đó là cũng vô nghĩa lắm. Nó so sánh với nó thì cũng vô nghĩa lắm. Nhưng mà em cam kết với anh chị, nếu như mà anh chị nào mà mua xe bên cửa hàng em dựa trên cái giá của em, khoảng tầm một tuần hay một tháng sau mà anh chị tới mua thì anh chị phải hỏi giá đàng hoàng nha. Phải gọi điện thoại cho sale hỏi là à bây giờ anh chị muốn mua chiếc xe này tự làm biển số, tự làm giấy tờ thì đúng như cái giá mà bạn xe đó báo hoặc là trong clip mà em vừa báo xong á, thì anh chị gọi điện thoại liền hỏi nhiêu, mua đúng cái giá mà em vừa báo xong là anh chị lấy chiếc xe này về, không thêm chi phí gì hết ha. Đúng cái giá đó là bao gồm thuế nhập khẩu, bao gồm thuế VAT rồi, là tự làm biển số, tự làm giấy tờ. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó đang làm cái giấy tờ kiểm định, nó là đăng kiểm những cái xe mà giờ định danh á, nên là cũng hơi bị rườm rà. Nên là em khuyên anh chị nếu mà mua những cái xe này á thì nên làm xe mà lên màu sơn này nó kiểu ha, thì nên để cửa hàng làm giấy tờ đó. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn tự làm giấy tờ để tiết kiệm chi phí á thì mình sẽ tự động đi làm, tại vì mình có thời gian thì mình làm thôi. Rồi, xe này á thì nó sẽ có phiên bản phanh ABS và CBS. Nếu như mà phiên bản phanh ABS nha, nếu như phiên bản phanh ABS đây thì nào em kiếm phiên bản phanh ABS đây, đây đây phiên bản phanh ABS thì mình sẽ có hai cái bình dầu ở đây, hai cái bình dầu ở đây nha. Đó là thắng trước là thắng ABS, thắng sau là thắng đĩa, hai cái đĩa nha. Và nó sẽ không có cái khóa thắng tay ở chỗ này, và cái mặt nạ chỗ này sẽ hình sấm sét. Rồi còn nếu như là phanh CBS á, phanh CBS ha, thì nó chỉ có phanh trước là phanh CBS hoặc là phanh đĩa thôi. Phanh sau nó sẽ là phanh tan trống. Đây, phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tan trống. Và nó sẽ có khóa thắng tay ở đây. Để khi cái này anh chị biết cách sử dụng mà, thì đây, mình bóp thắng lại như vậy, mình gạt này vô. Đó, buông ra thì nó sẽ khóa. Thì khi những lúc mà anh chị đậu ở đường mà đèo dốc hay là hơi dốc trên dĩa hè nó kiểu hơi dốc nó sợ trượt chiếc xe, tuột chiếc xe mình á, thì mình khóa này lại. Sau đó mình muốn đi không, bóp cái là nó sẽ ngã ra, nó sẽ đi được. Đấy. Và cái mặt nạ chỗ này của nó sẽ thành thẳng đứng nè, không sấm sét như là cái hàng ABS. Đấy. Còn hàng này là Việt Nam nè, Việt Nam là cái mặt nạ nó trơn nè. Indo là mặt nạ có hai sừng nè. Đó, còn ai mà thích đi xe Indo mà thích mặt nạ trơn thì gỡ cái mặt nạ này ra, mua cái mặt nạ Việt Nam gắn kịch vô đây là nó trơn y chang nha, kết cấu từ ốc vít từ nọ kiểu nè, không cần phải độ đẻo gì hết. Đấy. Còn trả góp nếu mà anh chị nào mà đang có cái nợ xấu thì tiêu trước cho em khoảng tầm 20-30% là lấy được chiếc xe này về. Còn mà anh chị nào không nợ xấu á nha, hồ sơ sạch, khỏi đưa cho em đồng nào, lấy xe về. Mức lãi cũng giống như anh chị mà nợ xấu đã đưa trước 30% rồi. Còn đi cà vẹt gốc á thì là 50% nha. 50% thì được đi cà vẹt gốc, nhưng mà cái lãi suất nó sẽ nhỉnh hơn so với 30%. Tại vì sao? Tại vì lúc đó người ta sẽ giữ chiếc xe, anh chị đã giữ chiếc xe, anh chị đã giữ cà vẹt rồi, người ta không giữ gì hết trơn. Ngân hàng tự nhiên người ta đâu giữ gì của anh chị đâu. Anh chị có quỵt nợ đi nữa thì người ta cũng không có lại được gì anh chị luôn á, đúng không? Thì nhưng mà quỵt thì sẽ đưa anh chị vô danh sách nợ xấu, danh sách đen. Đó là lý do tại sao mà những người mà quỵt nợ trả nợ trễ thường vô danh sách đen. Mà khi đã vô danh sách đen rồi thì ví dụ giờ anh chị 18 tuổi, anh chị mua xe mà anh chị quỵt nợ đi không trả,
danh sách đen rồi. Thì sau này trong cái hồ sơ đen anh chị đi mua trả góp từng cái điện thoại hay là miếng đất hay là tivi hay là mua xe cho con đi học thì suốt cuộc đời anh chị có mua trả góp được, tại vì nó đã vô hồ sơ đen rồi. À, lưu ý nha. Rồi thì đó là một số cập nhật nhanh của em về dòng xe Viral 160. Anh chị nào mà đang muốn mua xe này thì em nghĩ anh chị nên mua đi, trải nghiệm đi. Đừng coi ở bề ngoài nó xấu xí nọ kiểu đâu, hơi mập đầu thôi nhưng mà chạy rất đầm rất êm, lớp to hơn cả Honda Airbag và bám đường cực kỳ chắc luôn. À, mặc dù có một phục thôi nhưng mà hai thắng đĩa ABS trước và phía sau là phanh tang trống thì sẽ phanh đĩa thì nó sẽ giúp cho xe của anh chị nó an toàn hơn nữa. Rồi xin chào và hẹn lại.